Nếu ngươi lấy một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru gì? Trong lịch sử, Trung Hoa được ví như một thế lực hiếu chiến, theo chủ nghĩa bành trướng, tham vọng mở rộng lãnh thổ và đem nền văn minh Hán tộc lan truyền ra khắp các hướng, đặc biệt là xuống phương Nam. Ngày nay, để trở thành thế lực chủ yếu, hầu chi phối tình hình Á Châu, Trung Quốc đang dồn mọi nỗ lực đặt nền móng đến các quốc gia lân bang nhằm mở rộng vòng đai bảo vệ Bắc Kinh như là trung tâm quyền lực của Hán tộc. Cộng sản Trung Hoa công khai thực hiện các kế hoạch bành trướng trên thế giới qua nhiều lĩnh vực quân sự, ngoại giao, chính trị, kinh tế và văn hóa. Họ đang ráo riết khai thác tài nguyên của Phi Châu và di dân ồ ạt vào châu lục này. Họ đang thực hiện những kế hoạch thôn tính Việt Nam qua nhiều hình thức tinh vi, hiện đại hóa hải quân. Cộng sản Trung Hoa muốn khống chế toàn bộ Biển Đông. Khắp nơi là hình ảnh một thế lực Trung Hoa đi xâm chiếm như một hiểm họa cần báo động cho thế giới. Không một chủng tộc nào ở Á Châu có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với Hán tộc hơn Bách Việt, mà Việt Nam là một điển hình. Từ thời vua Hùng dựng nước Vân Lan, theo suốt chiều dài của lịch sử Việt Nam, các triều đình Trung Hoa đều liên tục xua quân lấn chiếm và đô hộ nước ta. Nhưng họ đã thất bại nặng nề trước tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc Việt để bảo vệ lãnh thổ của mình. Từ ngọn roi thần Phù Đổng đến nhát gươm Mê Linh của Nhị Trưng khiến Thái thú Tô Định phải bỏ chạy về Tàu vào năm 40 sau Tây Lịch, rồi cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248 đời Đông Ngô, tiếp theo cuộc khởi nghĩa của ông Lý Bôn năm 554. Cơn ác mộng triền miên của 10 thế kỷ Bắc thuộc mới được chấm dứt bằng chiến thắng của Ngô Quyền năm 938, khiến thái tử Hoàng Thao của vua Nam Hán phải bỏ mạng trên sông Bạch Đằng. Đến thời Lý Thánh Tông, hai bộ Thủy quân, Luật quân, Nhà Tống lại tràn qua biên giới nước Đại Việt. Tuy lúc đầu chiếm được Móng Cái và Cao Bằng, nhưng đành phải tháo chạy trước uy dũng của danh tướng Lý Thường Kiệt. Ông đã tuyên bố: Sông núi nước Nam, vua Nam ở, ranh đỉnh phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Có thể nói, đây là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đời nhà Trần, vua nguyên của Mông Cổ, sai thái tử Thoát Quan dẫn hai tướng Toa Đô và Ô Mã Nhi cùng đại quân sang xâm lược nước ta. Được dân chúng đồng thanh ủng hộ, vua sai các tướng Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Ích Kiêu, Giã Tượng, Phạm Ngũ Lão dẫn quân chống giặc. Để huấn luyện và khuyến khích ba quân, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn soạn quyển binh thư yếu lược và bài hịch tướng sĩ. Những chiến thắng dồn dập từ Hàm Tử đến Chương Dương, Toa Đô bị Hưng Đạo Vương chém rơi đầu tại trận Tây Kết. Thoát Hoan phải chui ống đồng trốn chạy về Tàu trong trận Vạn Kiếp. Năm 1406, Minh Thành Tổ cử hai tướng Trương Phụ và Mộc Thạch cầm quân sang đánh Đại Việt,
tại nước ta, sau khi bắt được gia đình Hồ Quý Ly đã lần lượt dẹp tan những nỗ lực chống đối ngoại xâm của con cháu nhà Hậu Trần, họ bắt đầu thực hiện một chính sách đô hộ vô cùng tàn độc. Theo sử gia Trần Gia Phụng, chính sách đô hộ của nhà Minh có thể sơ lược qua 3 điểm chính. Một là sáp nhập Đại Việt vào Trung Hoa. Hai là thực hiện chính sách đồng hóa. Ba là khai thác triệt để tài nguyên nước Đại Việt. Từ khi quân Minh cai trị nước ta, dân chúng khổ sở trăm điều. Đất Lam Sơn có người nông dân tên Lê Lợi chiêu tập hào kiệt nổi lên chống quân Minh suốt 10 năm. Năm Mậu Thân 1788, vua Lê Triều Thống vì tham quyền cố vị đã chạy qua cầu viện nhà Mãn Thanh. Vua Càn Long sai Tôn Sĩ Nghị kéo 200.000 quân đánh chiếm Thăng Long, rồi phong cho Lê Triều Thống làm An Nam Quốc Vương. Trong những ngày đầu năm Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung Nguyễn Huệ phá tan quân giặc ở đồn Hạ Hội và Ngọc Hội. Hứa Thế Hành tử trận, còn Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự sát. Tóm lại, trong các thời Bắc thuộc, thời kỳ thuộc Minh 1407-1427 là thời kỳ người Đại Việt bị khốn khổ nhất vì bị làm nô lệ, bị bóc lột và bị đồng hóa với người Hán từ nếp sống đến tư tưởng, đạo đức. Giáo sư Trần Ngọc Ninh là cựu Tổng trưởng Văn hóa Xã hội trước năm 1975, nguyên Viện trưởng Viện Việt học California, Hoa Kỳ. Thì tôi có thể nói rằng các vị vua của Việt Nam ngày xưa đã có đầy đủ sự thông minh và sự khôn ngoan để mà hiểu rằng ở bên cạnh một dân bang cường thịnh như thế phải làm như thế nào để sống còn. Và họ đã tìm ra được một cái công thức rất là sáng suốt để có thể xây được một sự thanh bình yên ổn ở trong nước, để giữ cái văn hóa, giữ cái ngôn ngữ của mình, và bề ngoài thì vút ve cái sự kiêu hãnh của Đại Cường Quốc, nhưng mà ở bên trong vẫn tiếp tục đi theo con đường của mình. Khi nhìn lại lịch sử, nhà văn Dương Thu Hương đã có một cái nhìn tóm lược sau đây. Lịch sử nước Việt là một cuộc nam tiến trường kỳ khốc liệt, đầy đau khổ, đầy máu và nước mắt. Vì nước ta là quá nhỏ so với phương Bắc. Vì nước ta là quá yếu so với phương Bắc. Luôn luôn chúng ta ở trong tình thế, một cái tâm thức tập thể là luôn luôn phải chống lại một kẻ thù lúc nào cũng có nguy cơ mà giơ hai bàn tay ra để bóp chặt lấy cổ chúng ta. Người Hán đã từng đồng hóa tất cả những cái dân tộc ở phía nam sông Dương Tử. Tổ tiên chúng ta đã bị xua đuổi từ phía nam sông Dương Tử để tràn xuống phía nam và lập thành nước Việt ngày nay. Luật sư Nguyễn Hữu Thống nêu rõ chính sách bành trướng truyền kiếp của Trung Hoa trong lịch sử. Thưa khi sách lược và sông Lăng Cổ, đế quốc nó gọi là Đại Hán đó, thì nó có từ lâu rồi. Từ Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Minh Thành Tổ, thì sau đến nhà Mông Cổ và nhà Thanh ấy, thì nó không theo cái chính sách đó nữa. Thì đến lúc đời thời Mao Trạch Đông lên ấy, thì 1955 thì ông tái phát động chính sách gọi là Đại Hán. Thì đưa hai quyển sách ra thì là tất cả những cái nước nào ngày xưa là phiên thuộc của Trung Quốc, trong đó có cả Việt Nam, cả Triều Tiên, cả Miến Điện nữa, thì sau này là khi mà đế quốc Tây Phương đã giải thể rồi đó thì phải giao hoàn cho Trung Quốc. Thì họ nói rằng thì là những cái quốc gia mà đã được nghĩa là văn minh rồi thì là phải trở lại cho văn minh, chứ không thể giao cho người Man Di như là đế quốc Tây Phương được. Một giáo sư người Mỹ, ông Stephen Young, đã từng làm việc tại Việt Nam trước năm 1975, đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lịch sử Việt Nam, đã nhận xét về Bắc Triều. Có lẽ sự suy nghĩ của tôi không có gì lạ đối với người Việt Nam, tại vì người Việt Nam theo tôi được biết qua nhiều thế hệ, lúc nào cũng lo ngại về Trung Quốc. Hơn 1.000 năm Bắc Triều chính thức cai trị Việt Nam. Sau Ngô Quyền cho đến bây giờ, người Việt Nam giữ độc lập nhưng mà họ vẫn lo ngại sự bành trướng của người Trung Quốc.
Thành ra thỉnh thoảng tôi đưa ra một số bằng chứng là chính phủ Cộng sản ở Bắc Kinh bây giờ đã nuôi dưỡng Đảng Cộng sản Việt Nam một cách rất là hữu hiệu. Và vì đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam không còn sợ người dân. Cố xử đã sang trang, nhưng mưu đồ bành trướng của phương Bắc lại tái diễn dưới màu cờ đỏ của Cộng sản quốc tế. Lấy danh nghĩa chống thực dân giành độc lập cho Việt Nam, ông Hồ Chí Minh trong vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở cuộc chiến tranh Việt Nam, từng bước dẫn dắt đất nước vào hệ thống Cộng sản quốc tế do Liên Xô lãnh đạo. Từ đó, Cộng sản Việt Nam mở cuộc tấn công miền Nam theo chỉ thị của Cộng sản quốc tế. Từ đường lối đến nhu cầu chiến trường, Cộng sản Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Cộng sản quốc tế, gần nhất là Trung Quốc. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở một cuộc chiến tranh gây thiệt hại hơn 3 triệu sinh mạng cho hai miền Nam Bắc, nhưng đã không mang lại nền độc lập như họ đã tuyên truyền. Những nhà phân tích sau đây cho thấy Cộng sản Việt Nam đã tiêu hao quá nhiều xương máu của dân tộc chỉ để phục vụ cho hệ thống Cộng sản quốc tế mà thôi. Rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra những nguyên nhân thúc đẩy Trung Quốc vận dụng mọi phương tiện để thực hiện giấc mộng bành trướng. Sau đây là những phân tích của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Tôi lấy thí dụ như là năm 1950 thì Hồ Chí Minh xin với lại Mao Trạch Đông rằng hỗ trợ cho Hồ Chí Minh phương tiện để mà đánh lại quân Pháp để đòi độc lập cho dân tộc Việt Nam. Thì Mao Trạch Đông đồng ý và cung cấp tất cả những cố vấn và phương tiện, thì cử Lã Quý Ba sang, cử Trần Canh sang, nhất là Trần Canh để mà điều khiển các trận chiến tranh ở biên giới. Thì vào thời gian đó thì Hồ Chí Minh xin với Mao Trạch Đông rằng đưa những các sĩ quan quân đội của Trung Hoa sang để chỉ huy các đại đoàn, mà từ trung đoàn trở lên đến sư đoàn. Thì Mao Trạch Đông bảo rằng vấn đề này Tế Nhị không làm, và chỉ đưa cố vấn, và cái đoàn cố vấn đó 72 người đầu tiên sang để mà giúp cho Hồ Chí Minh đánh những trận Cao Bằng đầu tiên, rồi thì dần dần chiếm được cả cái vùng Bắc Việt, rồi thì dẫn đến cái trận Điện Biên Phủ. Cái hành vi đó là những hành vi mà Trung Cộng tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam đi tới việc kiểm soát, với lại chương trình của Lã Quý Ba để chỉnh huấn, rèn quân cũng như là kiểm soát quân đội, kiểm soát dân chúng, cải cách ruộng đất, là Trung Cộng điều khiển hết tất cả những công việc đó. Thì như thế để làm gì? Để đặt Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Thì rồi về sau này Nông Đức Mạnh, rồi thì trước đó Lê Khả Phiêu, và đặc biệt là hai cái người mà tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Hoa nhiều nhất để mà gây ảnh hưởng lớn bây giờ, thân tín Việt Nam bây giờ, là Đỗ Mười.